Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao theo mùa do các siêu vi, không phải đợt bệnh hô hấp mới như một số thông tin trước đó. Theo thống kê từ bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 6 tháng 10, số lượng trẻ đến bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị viêm tiểu phế quản là 4.693 ca, tương đương 129% so với cùng kỳ năm 2023 số trẻ viêm phổi là 8.176 ca, tương đương 90,8% so với cùng kỳ năm 2023. Thông thường, giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, số lượng trẻ nhập viện do các bệnh lý hô hấp đều có xu hướng gia tăng. So với trong vòng 5 năm, từ 2019 đến năm 2024, số lượng trẻ em mắc bệnh hô hấp năm 2024 không có biến động đáng kể, số bệnh nhi viêm tiểu phế quản dao động khoảng 5.000 trường hợp một năm và viêm phổi dao động khoảng 10.000 trường hợp một năm. Tình trạng cũng tương tự tại các bệnh viện có khoa nhi khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế nhận định tình hình bệnh hô hấp vẫn đang được kiểm soát tốt và chưa có dấu hiệu bất thường so với các năm trước. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là khi bước vào mùa tựu trường, tình hình bệnh hô hấp ở trẻ em thường có xu hướng tăng cao do các yếu tố thời tiết biến động và sự lây lan trong môi trường lớp học. Tuy nhiên, phụ huynh không nên quá lo lắng, thay vào đó cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và gia đình.